Người làm đẹp cuộc đời xin chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng ông chủ nhà đi đánh cá đây. Mình đang chuẩn bị xuất phát nha. Đây là đang ở thôn Liên Lý Dưới, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội nha. Đang đi vẽ để ông chủ rủ mình đi đánh cá đây. Xem hôm nay có được mẻ cá không. Đi xem đánh cá không các cháu? Đi ra đây xem đánh cá nha em. Đây là anh Đắc nha, cầu thủ bóng hơi của thôn nha. Có gì chưa? À được con cá rô phi đây rồi. Đắc đang nhặt vào đi, đang nhặt vào đi để tôi quay cho. Ấy, vẫn dễ anh Đắc nha. Cần cho nước không? Đấy đấy, đấy. Cá cũng nhảy đấy. Được con rồi. Ấy, cánh cò bay lả bay la đấy. Lưới tre này là có từ bao giờ đấy đâu? Từ thời pháp thuộc ấy, ngày xưa đấy. Từ thời pháp thuộc à? Ấy à? Ta ra đây ta xem cái nhặt cá như này nữa thì đâu. Xem phải có việc để làm chứ. Thế bụi chuối này có phải từ thời Chí Phèo Thị Nở không à? Đấy, đúng rồi đấy. À. Thế lò gạch đâu? Lò gạch hoại rồi, ở đây hoại rồi đấy. Đây à, vừa san lò gạch à? Đúng rồi đấy. Đấy, đống gạch một đống kìa kìa. Bốn con rồi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, nổi rồi. Ê, ngập ủng rồi. Đây đang dự án làm gì đây chú? Ở đây ăn nhà ấy, dự án làm gì đâu, không biết. À. Đây gọi là cá chuối hả chú? Sao nó ở dưới bồn, nó nằm luôn dưới bồn thằng ạ? Ấy, cẩn thận kéo ngã nha. Đánh cá điện này là nguy hiểm lắm ấy. Có ông nào bị giật chưa? À vừa bị giật xong à? Chứng tỏ điện đánh nhẹ nha. Đấy, quậy quậy đấy, đấy. Đấy, nổi đấy. Khả năng cá to là nấp sâu dưới bồn. Ở đây thấy bảo có mấy con cá chuối to lắm mà cái bẹn mà. Hôm nay là chưa tìm được nó này. Đây rồi, con nữa rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy có gốc cây đẹp ấy mang về. Hả? Đâu? Chỗ nào tôi không nhìn thấy nhỉ? À đây rồi, đây rồi.
được một cơ số rồi đây. Rất nhiều cá rô phi nhá. Đây à, đây cá rô phi này. Còn nữa. Ấy là lắm ghê. Nhặt mỏi tay à. Đấy đấy, đấy có con nổi đấy, đấy đấy đấy. Không tìm thấy à? Nó cứ cách xa tầm bao nhiêu là dính nhỉ? Bà cá này cách xa tầm bao nhiêu là sẽ bị dính điện? Thế chỉ là vào tầm 1 mét thôi nhỉ? 2-3 mét rồi, thế thì mình đứng gần nó ghê mà không bị giật à? À điện nó phóng ra à? Vừa thấy con quấy quấy lại chui vào bèo rồi à? Cố gắng tìm con cá chuối nha. Ở đâu nữa? Ờ đây đây đây. Đây chỗ này là được hơn chục con rồi. Tiếp tục sang khu vực khác nha. Mùi rơm rạ thơm quá các bạn ạ. Đúng là hương đồng cho nội. Cánh cò bay lao đằng xa kia. Cái kia là một con cò này đang bay kìa. Tiếp tục sang khu vực khác xem nó có cá không này. Đây là loài hoa cỏ nha. Loại hoa này nó cắm đai gai vào quần này. Thời xưa đi học là thời xưa mình bé mình đi học là toàn cầm cái hoa này phi vào dính vào quần áo, toàn đùa nhau. Ở đây cỏ tốt quá. Cỏ phải ngang bụng người nha. Khu vực này là lắm rắn lắm này. Ui con cá này to này. Đây cá gì thằng này cá chép à? Con cá này khá là to đấy. Vừa trượt một con đấy. Tưởng trúng điện mà chết luôn mà nó vẫn chạy rồi. Đây ao nhà nào đây đánh người ta còn bảo gì không? Đấy đấy con này quậy to đấy. Đấy à, con này quậy to này. Đấy, quậy đấy. Đấy, đấy, đấy. Rắn à? Rắn thôi. Ui, vào đây thì khả năng sao thằng phải lia cá xuống đây nhá. Không có ổng là không đi vào đấy được. Đấy, 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 quậy nhiều nha. Như toàn cá bé. Đâu? Ui, ném gắn vào. Ném cầu thủ bóng rổ đây nhưng ném gắn vào xô. Đây rồi. Cá mùi tanh quá. Nghề đánh cá điện này cũng là rất là nguy hiểm. Bộ đánh cá mua bao tiền đấy thằng ơi? Bộ đánh cá đấy mua bao tiền đấy? 2 triệu à? Các bạn đầu tư ra 2 triệu là có thể đi đánh cá được rồi nha. Ui ui, tí ngã.
Bên này là ao người ta mình không đánh được. Nhà người ta thả nuôi. Đấy con cá to đấy. À lút túi rồi, đây là lút túi rồi. À đây mình giới thiệu với các bạn nhé. Đây là hoa bèo này. Ở trong miền Nam người ta gọi là hoa lục bình này. Loài hoa này rất là đẹp nhé. Đấy các bạn nhìn cánh hoa đẹp không? Đẹp ngang với hoa lan đấy. Phi đẹp thì cũng chỉ ngang ngang này thôi. Cánh nhìn như là đuôi của con chim công. Còn đây gọi là cây trinh nữ. Hay còn gọi là cây xấu hổ. À, vừa đi qua chạm vào lá nó hơi cụm. Mình xem có cái lá nào đang xòe xòe. Mình chạm vào cho nó cụm cho các bạn xem nhé. À đây cái lá này đang xòe đây. Chạm vào nhé. Đấy, chạm vào cụm lại ngay này. Đấy, rất là tài. Đấy, chạm vào cái là nó cụp lại ngay. Đây, con đang thẳng nhé. Tài chưa? Rất là lạ nhé. Đây nha, cái lá này nha. Chạm vào. Đấy, chạm vào nó lại cụp lại ngay này. Loại hoa cỏ này cảm giác nó như là con người, nó có cảm xúc. Khi ông bạn tôi đang đánh tít đằng xa kia, chỗ này nước. Có nước, ngập nước, tôi không đi ổng nên không vào đây được. Con cá to đấy thằng ạ. Cá chuối là cá gì đấy? À, chuối à? Mấy con à, mò lâu ghê. À, mình tìm đường ra đấy nhá. Ái da. Cá chuối này phải làm món gì ngon nhỉ? Nướng à? Ủa, nhắn xuống dưới này ruộng nó bồn tớ không xuống được. Sao tí không nhặt nha. Đây là con cá chuối này, to quá. Hơi ngon đấy. Các bạn thông cảm, mình đang đi dép này là mình không nhảy xuống bồn này. Tí cho ông bạn tôi đi ổng nhảy xuống. Con đấy quậy khỏe lắm đấy nhỉ. Vẫn còn một con quậy đấy á? Vẫn còn một con quậy đấy á? Về chứ hay là đánh tiếp? Giống cá to là nó hay nằm sâu dưới bồn, mình phải đánh kỹ. Đây là hoa cây gì nhỉ? Hoa cúc à? Hoa dài à? Hoa cỏ nó đẹp phết đấy nhỉ? À, các bạn thấy chưa? Hơi nhòe ảnh. Ấy là con cá chuối này to này. Đây. Rồi nấp dưới cỏ, ném chìm dưới cỏ. Đâu thăng nhấc lên này, thăng nhấc lên để cho mọi người cùng xem con cá chuối. Thành quả tìm kiếm đây. Đấy, đứng đứng để tôi lùi ra xa tí để xem toàn cảnh. Đấy, hai con. Ôi cẩn thận đổ xô, nó lệch. Được rồi. Này nó quậy ra không? Cũng khá là nặng tay đấy các bạn. Đuôi cá xòe xòe là kiểu như cái lọ hoa nhỉ. Này nướng lên là được bữa ngon lành rồi. Thế này phải gọi thêm người mà ăn hết được thằng ạ. Chúng tôi chỗ này ngoại hổ tàng long đấy nhỉ. Nhìn toàn cỏ thôi nhưng mà lại rất nhiều cá to à. Có hôm nào vội quá mà vẫn cắm cành điện và nhảy xuống vô cá luôn không? Đấy đấy quậy đấy. À thằng. Có hôm nào vội quá cành điện vẫn cắm ở dưới nước mà nhảy xuống vô luôn không? À phải bóc còn đi nó mới có điện này. Đây lại được thêm con nữa. Bình thường nó quậy rất khỏe nhưng mà nó dính điện nên là mình cầm bình thường này nó cũng không quậy này. Nó ngất ngất một tí kiểu như đang say. Đấy cỏ dốc rách dốc rách. Đây là máy móc của bộ đánh cá điện đây. 2 triệu. Có cá to ra đây. À tay này. Tay này tài lắm. À chuối. Ở góc đằng kia lúc tôi thấy quẫy lầm nước.
Rô phi. Rô phi à? Cứ để xuống đó. Xuống một cắm đi. Cứ sách về. Ừ. Đây là cà chuối nha. Đấy 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 đấy. Xem con gì nào. Chuối. Chuối này hơi bé. Chuối này kiểu dạng chuối vót. Đâu nhỉ? À đây đây đây. Ây da. Hết rồi chứ. Thế này là thoải mái rồi. Người và thú cưng là thoải mái ăn rồi. Ê các bạn ạ. À. Ở quê là dễ kiếm lắm các bạn ạ. Đâu cần phải ra chợ đâu. Cứ nhung nhằng này là đã có bữa kết bạn rồi. À, tổng kết hôm nay là anh em tôi là đi được số cá này nha. Đây là anh thợ đánh cá đây. Còn đây là tôi đây. Thôi mình xin phép dừng video ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người sức khỏe nha. Và vui vẻ hạnh phúc.